Đây, phần đuôi của nhà này, màu rất là sắc sảo luôn ha, phần đuôi á. Đây toàn là tinh xay này, một cái bạch nâu sát này. Hello, hello, bong thoma TV show mà group bong on ở lớp bản đa sang cùng YouTube, Facebook các ngày thay sóc các sợi mình còn thay bạn là bong thoma đã vật buồn thẹt thế đấy, là có lưu show xâm lấn vào quay nông khăn nông ruộng tuốt hay chi chắc là người đã học á, chỉ cần bong thoma nó mong muốn những chỗ tuốt sân nào tăng ở khăn này, hay complete chơi 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 lại chơi supply ở bong thoma TV nhạc mới phong, đang làm toàn năng khi chơi đăng tiền, bây giờ tôi video thay. Vâng, Bụng Thơm xin chào tất cả các bạn ha. Hiện tại Bụng Thơm đang vào tiếng vào chạy ghê ha. Bụng nghe tiếng là ó sùm hết trơn này, chắc có lẽ là lên quán bê dành này. Bụng Thơm mời cái nhà vào bên trong ha. Cái nhà mình ai chưa đăng ký thì đăng ký cho lại Bụng Thơm TV ha. Hiện tại thì đúng rồi, đang lên quán bê dành ha cả nhà. Đó. Lâu anh cũng lên là học. Bán về dành này rất là dài hết nha. Nghe lỗ đó lên đi. Phát sẽ là bảo tâu. Cần giờ hay khen lệnh của nổ à. Nhóm tao nông nếm khởi. Nhóm bụng hẻm. Nhóm hẻm đó, nhóm hai tấn. Ồ, tấn là được. À, hay ta nổi lấy nha. Trong mơ, dạ, hòn. À, nổ ghê, hơi ai? Hơi, hạt đi. Hạt đi. Dạ, hạt. Xong á. Hả? Dạ, hạt. Ừ. Hạt đi, xong đi. Nó tham hạt đó. Quẩy à. Mà dân thang chữ đoạn coi cho tất. Ni lăng á. Ừ. Ni lăng đã học cái bằng bốn nha. Bữa nay lên quán bê dành nha. Ba, mày sẽ cũng gọi đấy chứ. Ba, họ thâu chồng ba tất sửa lần cũng gọi luôn. Tính con ở chỗ đấy ta. Ở chỗ là quẩy đây. Ba, tất hai rồi nấu tính con nấu chỗ đó, bả nó túc á. Nếu là ở chỗ ấy. Giờ đang lấy mẫu luôn rồi ha, lấy tim luôn rồi. Lộn vô xài cái nát đây. Nè, tập trung quá đẹp luôn miếng dán này. Sao một tiếng đi. Dán nhảy. Đào thêm. Đào thêm. Bây giờ người club house sẽ là hot club. Quá đẹp luôn hả cả nhà. Mà anh đập máy đó nắng. Tạm đập ấy. Quá đẹp luôn hả nhà. Xong hết ha. Được rồi, bằng bốn dương tu sân à. Quá đẹp luôn rồi nha. Xong hết rồi phần lái rồi. Nhà mình có xem trên kênh Dũng Thơm TV thì thông cảm ha, do cam lúc này nó bị muôn lỗi rồi, nhiều khi màu nó chẩn, nhiều khi nằm màu nó không chẩn.
đó là nó tham đồ đi kiếm to lớn nó nói ăn được bạn đi sắp tới nhà con mua đậu cơ. Ừ, toàn nên lưới quá đẹp luôn rồi nha, sạch nè, đã học rồi mà lục camera về chậm đó lấy về tích lưu tích lưu tích lưu tích lưu tích lưu tích lưu về chia sẻ đây không nè. Lên sườn sẵn luôn á. Ta mạnh đập mét ta đa học mạnh đập mét tám đập không tám đập 15 mét thôi nè, quá đẹp luôn một tấm này rồi. Đang lấy này chín chín cào tiếp từ đấy nọ mặt non lắc lắc rồi ta đi con thì sao mình tao khen đấy à? Ta tao nãy à? Nãy chạy tao ấy. Dạ. Cho mới tao tỉ là cái tao hộp cá ói mà sớm nhưng tao hẻm đây là phần lái cả nhà, như thằng tình say á. Đây là 69 cái đã học ai bữa nay được lên quán nhảy rồi cả nhà ơi, về dành biên quán này quá đẹp luôn rồi nha. Năm phân Phạm Huynh quá đẹp luôn, giờ lấy ni rồi đó, chuẩn bị xả nè, còn dư nhóc luôn rồi nha. Một miếng còn bỏ tới này, bỏ khoảng tất hai, quá đẹp luôn. Hồi sau thề là mặt tắc tia hun à, nó là học một cái tên quên gửi ý kiến cái nhà nghệ nhân Quỳnh Rớt thì lên cái con đùi trước ha, lên cái con đùi dựng đứng trước rồi mới gáp cái phần ván nhảy lên nè. Để con Quỳnh khơi nè, khóc nè, nó chen chen cội nó bo cội nó lên cái đà học mình, lên cái đà học mình nó mình quay bên khô vô một phim hơi để mình lên tông. Còn ta mình rất kịch lên con mến mình kịch mình thô cái đà hót đó là khó khăn nha, nó khác nhau một chút thở ha. Như thở Quỳnh Rớt thì ổng lên cái con đùi trước ha, dựng đứng trước hết rồi nè, dựng đứng cái con đùi này trước hết mới lên bè dành, xả xong rồi lên bè dành bắt đầu lấy luôn. Còn thở khác thì lên cái dáng này trước rồi mới đóng chịu lại, rồi mới lấy cái điểm chuẩn bao nhiêu mét á về mặt của phần trên đó, thì mới bắt đầu lên phần quán bê dành hết rồi nè, nó khác nhau ở chỗ này chút chút kiểu
Và hiện tại thì ổng đang đứng được 4 con rùa, 1, 2, 3, 4. Đây là đang ngay cái điểm giữa. Ở trước thì mới đậu thêm một cặp bên kia nữa. Đó, có hết trơn rồi đó. Thì cũng thơm gửi ý kiến, nhận ý kiến mọi người chút ha. Mình chạy lệch lên xâm khăn tích, nó lại nghe tôi ngô hoặc bệnh bệnh phép hay ta thật bóp nên khó không lại mình tích. Đầu cưa hay ngã xã rồi chạp ở đây mình lại nghe cạch lại nghe cái ra. Bắt đầu ha. Bắt đầu cưa quán bê dành hết rồi nha, xã quán bê dành. Chạp ở đây kẹt bột đà thêm hào thêm cái đà hót. Con này là 5 phân đấy nè ha. Phạm Huynh. Lâu rồi bắt đầu tiêu tiêu ra kịch hơi nè. Tại quán thứ hai cũng chuẩn bị xong rồi. Đầu sửa mặt bằng bắt đầu đưa lên gáp luôn. Hôm nay thì đào xong hết rồi nè. Rồi đợi miếng lên đây lên một cặp luôn. Rất là đào luôn. Và đẹp lắm ha, đã chuẩn bị lật cho rồi. Sửa thêm chút cái mặt trên thế nè, chặt một tí. Thêm một cặp công nữa. Ba. Ơi, ơi. Phải. Thế ba tổ. Giao bên mình tắt ấn. Giao bên phải bỏi ta. Giao bên nó chọc chám. Nó chọc cái hẹn nó bị đỡ. Ngoài mối thì nó 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 bỏ ôi rồi mấy. Ở đây nó mới hiểm đó. Đó, rồi giúp đen giá. Chết cái thả nó lũng mới chạy chuyện mối rồi thả tốt ngay từ trở. Quá đẹp ha, hai miếng dê dành. Bữa nay là làm cái này dọn cho nó xong hết rồi, chắc là mai mới lên này cái nhà. Nhìn thấy tổng thống và theo video tầm nữa thế rồi. Ác chắn này sẽ mọi quân đồng hồn lên là nó được kẻ sản lực.
phòng thông thì làm thế chưa chạy chưa lại chưa sập ra em đó không được làm phòng thông là vì quân hay là quân vô làm quân gì sắp xảy một con lọt ngày thứ mấy nào khác nè thôi cũng thường mà cũng tạm dừng cái này thì làm dọn cho xong thì mặc đồ mai mới lên cũng thường mà cũng cảm ơn tất cả các bạn luôn ủng hộ đồng hành á chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ xin cảm ơn.